Ngay từ sáng sớm, các thành viên trong đoàn đã có mặt đông đủ với trang phục chỉnh tề và một tâm thế háo hức để hành trình về nguồn đầy ý nghĩa tại vùng an toàn khu Định Hóa Thái Nguyên, thủ đô kháng chiến của cả nước và cũng là nơi Ủy ban Kiểm tra Trung ương được thành lập, mà tiền thân là Ban Kiểm tra Trung ương, nằm trên đồi Pụ Miếu, xã Điềm Mặc, thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ủy ban Kiểm tra huyện ủy chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy thành lập một đoàn cán bộ ngành kiểm tra của Đảng về nguồn tại ATK Định Hóa Thái Nguyên. Để thông qua cái hoạt động này thì nhằm giáo dục cái truyền thống trong suốt 75 năm qua của ngành kiểm tra của Đảng. Thế và trên cơ sở đó thì giúp cho cán bộ cấp ủy chính quyền các cấp từ huyện, cũng ai đến cơ sở ý thức rõ cái trách nhiệm của mình trong cái công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng Chính phủ ở làm việc để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp 1946-1954. Đảng, Nhà nước khẳng định cùng với Bắc Bó, Cao Bằng, Tân Trào, Tuyên Quang, an toàn khu Định Hóa Thái Nguyên là quần thể di tích lịch sử cách mạng quan trọng bậc nhất của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 20, có ý nghĩa và giá trị trên nhiều mặt. Đặc biệt an toàn khu trung tâm thủ đô kháng chiến, nơi quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đi tới thắng lợi, kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Với những giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học đặc biệt của di tích, ngày 10 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 548 xếp hạng di tích lịch sử an toàn khu Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã dâng hương và báo công với Bác. Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được thành lập vào dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2005. Đây là công trình xây dựng ở vị trí đắc địa Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hồ, với lối kiến trúc đình đền truyền thống của Việt Nam. Tại gian chính điện ở vị trí trang trọng là bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng nặng 4 tấn được sát vàng. Phía trên là biểu tượng búa liềm ngôi sao vàng đắp nổi và những bức hoành phi câu đối. Dưới chính điện là nơi chiếu phim trưng bày tài liệu hiện vật về cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi tri ân để thể hiện lòng thành kính của nhân dân cả nước, kiều bào và bạn bè quốc tế với Bác Hồ kính yêu. Trong bài diễn văn báo công tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã báo với Bác Hồ rằng đoàn của huyện Quốc Oai tự hào là quê hương có truyền thống anh hùng cách mạng, nơi có chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Sơn Tây, nơi vinh dự tự hào đã được đón người về ở và làm việc và chỉ đạo phong trào cách mạng trong những tháng năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và được đón Bác nhiều lần về thăm và làm việc sau này. Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện đã luôn đoàn kết, thống nhất, hăng hái thi đua chiến đấu, lao động, học tập, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới để xây dựng quê hương Quốc Oai ngày càng giàu mạnh, văn minh, theo di chúc thiêng liêng của người. Huyện Quốc Oai được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt là danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, và huyện đã đạt huyện nông thôn mới năm 2018. Đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhấn mạnh. Sinh thời, Bác đã chỉ rõ mục đích và ý nghĩa tác dụng của công tác kiểm tra. Nếu công tác kiểm tra cho chu đáo thì cũng như ngọn đèn pha, bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ. Có thể nói rằng 9 phần 10 khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra. Tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Đảng toàn miền Bắc ngày 29 tháng 7 năm 1964, người đã nhấn mạnh: mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, mỗi cấp ủy đảng
phải luôn luôn tăng cường công tác tư tưởng của Đảng, nâng cao đạo đức cách mạng, bảo đảm chặt chẽ kỷ luật và tổ chức của Đảng. Các ủy ban đã góp phần xứng đáng vào công tác đó. Muốn làm được như vậy, các ủy ban và cán bộ phải học tập và thấm nhuần đường lối quan điểm của Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng, đặc biệt là phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải thật thà phê bình và tự phê bình, gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng, phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến. Như thế thì mới làm tốt được công tác kiểm tra. Sau lễ dâng hương, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi vào sổ lưu niệm khu di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa Thái Nguyên với nội dung: nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống kiểm tra Đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023, đoàn cán bộ kiểm tra Đảng các cấp của huyện Quốc Oai đến thăm tưởng niệm và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chúng cháu hứa đoàn kết thống nhất, nguyện suốt đời đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người, xây dựng huyện Quốc Oai ngày càng giàu đẹp văn minh. Tiếp đó, đoàn đến thăm di tích Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, trước là Ban Kiểm tra Trung Đảng. Ngày 16 tháng 10 năm 1948, Tổng Bí thư Trường Chinh thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra quyết định số 29 thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm 3 đồng chí: đồng chí Trần Đăng Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Khu ủy; đồng chí Hà Xuân Mỹ, tức Hà Minh Quốc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy. Các phái viên kiểm tra được bổ sung dần, lúc đông nhất có 23 đồng chí được Trung ương điều động từ các ban thường vụ tỉnh ủy từ liên khu 5 trở ra. Trụ sở đầu tiên của ban đặt tại đồi Pụ Miếu, xóm Phụng Hiển, xã Thanh Tịch, nay là xã Điềm Mạc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trong những năm 1948-1950, Ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành kiểm tra Đảng. Di tích lịch sử, địa điểm thành lập của Ban Kiểm tra Trung ương Đảng được xếp hạng cấp quốc gia ngày 17 tháng 9 năm 2007 theo quyết định số 09 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hôm nay em rất là vui mừng được cùng đoàn của huyện ủy về thăm an toàn khu để hiểu sâu sắc thêm những khó khăn vất vả của thế hệ đi trước. Và qua đây em cũng tự nhận thấy rằng mình cần phải công tác, học tập và có những truyền thụ kiến thức như thế nào đối với thế hệ trẻ sau này để các con hiểu được những sự hy sinh, vất vả của thế hệ cha ông, để từ đó mà cố gắng vươn lên học tập để làm thế nào trở thành những người công dân tốt, sống có ích cho xã hội, và cũng như là để tỏ lòng biết ơn, tri ân đến những hy sinh mất mát của cha ông đi trước. Qua chuyến hành hương về nguồn, về với thủ đô gió ngàn, đã đọng lại trong các thành viên của đoàn huyện ủy Quốc Oai những kỷ niệm sâu sắc về thời kỳ hào hùng của dân tộc ta, của Trung ương Đảng, của Ủy ban Kiểm tra và các ngành, thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đồng thời, bồi đắp thêm lòng tự hào về Đảng và Bác Hồ kính yêu, để mỗi cán bộ đảng viên huyện Quốc Oai noi gương học tập, làm theo Bác, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng huyện Quốc Oai ngày càng giàu mạnh văn minh.